Hello, xin chào các bạn trở lại với channel Mini Toy Qua Đời của mình. Thì hôm nay mình cũng đợi rất lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ có dịp review cho bạn những cái mẫu Gujitsu mới. Thì trước đây mình có review các bạn một cái mô hình đó, cái mẫu đồ chơi đó rồi. Đó là cái con Giga này. Đó. Thì hôm nay mình sẽ review các bạn mấy mẫu này còn lại. Thì nó mới ra gần đây là có con này. Hai mẫu này thì lại ra trước đây lâu rồi cùng với con này nhưng mà mình chưa có dịp mua đó, thì hôm nay sẽ có hai cái mẫu, ba cái mẫu kia thì mình sẽ review luôn đó. Nhưng mà chắc thì trong video này mình sẽ review cái con T-Rex này trước, tại vì con này là khá là hot. Nó là kêu là con T-Rex Amber, tức là dịch nôm na là giống như nó mã não này kia đó, thì trong đó là nó có cái con mũi nè, nó giống như trong phim, nó có cục mã não hóa thạch này kia, con mũi trong đó, nó chích con khủng long rồi có máu này kia, rồi người ta chiết cái ADN đó rồi họ lai tạo ra con khủng long đó. Thì ở đây nó mô tả theo cái đó. Đó, trong đây các bạn có thể thấy nè, nó chói quá, nó có mũi trong đây nè, đó, ngầu đó, là lát mình sẽ review các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình đi vào review chi tiết ha. Nói chung cái bao bì này thì nó cũng như mấy lần trước thôi, cũng kiến bóng, cái này cũng bén luôn các bạn, nó được u ra cẩn thận xíu, khá là bén, không có được cắt nào, bén lắm. Sau là mấy cái chỉ định, cái series mới, mới có mấy con này. À thì đây là con blue là nó cũng trong cái series mấy con mới này chứ không phải là bản cũ nha. Ở đây có cái đề thử nè. Đó, cái con này thì mình thấy nó khá khác con mấy con trước. Là cái vật liệu đó là mình ấn vô cảm giác nó như kẹo vậy đó, chứ nó không có đàn hồi co giãn như mấy kia. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra. Cái này thì cắt mình phải cắt cũng hơi mất thời gian xíu cho nên mình sẽ skip qua phần đó thì mình cắt xong luôn nha. Đây, sau một hồi cắt cái hộp đó cũng xỉu luôn thì giờ đã xong đây. Con này đầu tiên, cảm nhận đầu tiên đó là tất nhiên là phải bóp thử rồi đó. Các bạn thấy nè, con này thì nó không giống mấy con trước, đó là bóp xong rồi nó đàn hồi tại có mấy trái banh á này kia. Cái này nó giống như cái cảm giác như là kẹo dẻo đi, kẹo mềm này kia đó, nó khá là ngọt luôn, đã lắm. Đó. Đầu tiên là cái chất liệu đây thì nói chung là nhựa cao su này kia thôi, đàn hồi. Mà cái này khá cứng, nói cứng không phải nhưng mà nó kiểu nó chắc á, nhưng mà bóp thì vẫn được. À, bóp nè, thấy cái sự khác biệt rõ ràng luôn với mấy cái lần trước. Bóp xong nó sẽ dậy, xong nó đàn hồi từ từ. Bên trong đây thì nhìn kỹ thì đó, đây là có một khúc xương nha, nó đang thịt ai rồi đó. Đây có cái đèn đèn này. Đó, đây là con mũi luôn, hóa thành con mũi trong cái xác đó luôn nè. Đầu con này thì nó làm trong, tại vì cái phiên bản này phiên bản Amber mà làm ở não, mọi thứ đều trong suốt hết. Răng sơn thì cũng tạm được, không quá kỹ nhưng mà cũng không quá lem. Sơn chưa hết nè, dỗ chưa hết. Nhưng mà cái này đồ chơi mà thành ra là cũng chấp nhận thôi. Đuôi. Nhìn càng nhìn thì càng thấy giống kẹo dẻo ghê, giống như cục kẹo dẻo cam vậy đó, khá là vui luôn. Đứng thì chắc chắn không đứng được nha mấy bạn. Đó. Nói chung này là đồ chơi con nít thì hết sảy luôn, bóp thoải mái, khá cưng. Cái đầu thì tháo ra được nha. Xoay ra sau luôn. Giống trong phim nè. Đó.
học bên kia chứ. Nói chung về về hãng này thì mình có review ở video trước rồi, cũng không có gì để nói. Chủ yếu là kỳ này trải nghiệm cái chất liệu đồ chơi mới thôi. Đó. Kéo nhiều thì nó đàn hồi cũng nhanh. Kéo mà mình mỏi luôn, mỏi tay luôn. Cái này ấy vô thì nó khá cứng, nhưng mà thật ra cầm bóp thì nó cũng mềm thôi. Chỗ này thì mình thấy chất liệu chỗ này thì khá giống mấy con cũ nè. Từ chỗ này trở đi nhựa dẻo, kéo dài bình thường. Còn đây khác, riêng cái phần thân là khác. Đó, từ nhìn kỹ thì cái chỗ nào mà chuyển hơi cam đó, đó là cái chất liệu bắt đầu nó khác rồi. Đó, nhìn chỗ này bàn chân thì mấy cái ngón thì nó giống cái tay, mà cái lòng bàn chân cái này nè, nó khác. Khá vui luôn. Thúc review thì mình giá cái đồ chơi này khá là ok, vui như mọi lần thôi. Thì mỗi con như mình đã nói ở video trước thì mỗi con cái bên trong của nó là một cái chất liệu khác nhau. Đó thì thành ra là mỗi con là một trải nghiệm khác mà chơi cũng thú vị nữa. Nhất là dành cho mấy bé nít đó, là trẻ em này kia chơi thì nghịch mấy cái này thì không sợ mà kiểu bể hay là nứt này kia, tại vì nó khá là thân thiện với trẻ nhỏ luôn. Mềm này kia, mềm dẻo, kẹo vậy đó. Nó cũng bền nữa. Thì bạn nào quan tâm sản phẩm này thì mình có để một cái đường link bên dưới nha. Các bạn thích thì có thể mua về trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi review của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video review kế tiếp. Nếu thích những video như thế này thì hãy cho mình một like, một sub nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.